phải là con. Chúng mày cứ xem gió đi. Tối phải tắt lên Facebook. Mày yên tâm. Khi mày đã nói quay phiền tao rơi thì ngoan. Giờ thì nó mày không tao nói cho mày quà nào xem. Có nói chuyện chị là mày. Bao giờ luôn. Bạn cũng nhận nhiều. Bây giờ nói còn từ văn hóa. Cái tim hoàng thành nó tử tế thế. Nó phải khác. Lên mạng bạn tung lên dịp hàng thì thôi rồi à. Thôi rồi. Là thôi rồi. À, thằng này nó chơi bài này, anh em trật tự làm việc với anh lạc xuất. Chuẩn đấy. Giờ mình thân 82. Ôi, thế này đóng dấu nghe phải lạc xuất. Trông như dáng anh Dương đóng dấu với con tù. Ôi chết rồi. Để tí sướng có nhầm rồi. Chốt chốt chốt. Để gõ cái này nhỉ? Cầm này ai gõ cột qua cái này nhỉ? Ờ, kiếm ra qua này. Ủa, mày này hay quá. Tôi trả cho sống mày. Thằng sát sinh ý nhỉ? Mày này hay quá. Có lẽ con tim anh không thể nào quên. Tao sợ. Tao thì sợ cái gì đúng không? Thầy có phải gọi là thôi rồi. Thì sợ. Các bạn Dương mà không hát rồi. Ai để im đấy? Đồ bà à? Đấy, quên. Đấy, lại nói bậy rồi. Tại thằng Hương à. Bây giờ rồi. 8 giờ. Mà mày quay sang bên kia mà quay mày đi. Tao làm đi. Ủa, trông như góc học tầm vãi kìa bạn này. Không phải là nhân viên văn phòng à. Ở vim vãi. Các bạn này thì nhìn cái cát của tôi nó chạy ấy. Đơ. 727 giây. Đơ đó. Ờ. Đó. Không. Tôi làm một cái lỗi thì làm cái làm quay. Rồi. Version 9 mấy hả? 700 giây rồi. Version 96 rồi. 96 rồi sao 700 giây sao lỗi rồi. À quên. Quay đi mình nhỉ. Quay mày chứ, quay đi tao.